Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá mít ruột đỏ cập nhật ngày 30 tháng 10, 2024, giá đi ngang. Thương lái mua mít ruột đỏ Indo lá bầu giá áp dụng mua tại vườn. Mít nhất 103.000 đồng 1 kg, trái lấy từ 8 kg. Mít nhì 93.000 đồng 1 kg, trái lấy từ 6 kg. Mít ba 26.000 đồng 1 kg. Mít chợ 20-21.000 đồng. Ngoài giá mít ruột đỏ, kênh còn cập nhật giá những loại nông sản khác và những thông tin về thị trường. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.